Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân vẫn đang có mặt tại Thái Lan mọi người. Khi mà nhắc đến Thái Lan thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những cái loại bùa chú rất là ghê rợn của Thái Lan. Vì vậy mà ngày hôm nay thì Nhân sẽ đến một cái chợ rất là nổi tiếng của Thái Lan, mà được biết rằng ở đó thì nó có bán rất là nhiều những cái loại bùa chú, bùa ngải. Thì để biết được cái chợ này nó kinh doanh về những cái loại bùa đó như thế nào thì bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy cùng đồng hành video này với Nhân nhé. Ở đây thì Nhân thấy người ta hiện tại đang bán rất là nhiều những cái loại bông bóng bay như thế này. Và được biết rằng là ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp của các bạn học sinh ở tại cái khu vực này. Vì vậy mà người ta kinh doanh bán hoa này, gấu bông và rất là nhiều những cái loại để mà người ta chụp hình để mà tốt nghiệp đó mọi người. Bây giờ thì Nhân sẽ lân la trong cái khu chợ này để mà tìm bùa. Đây là cái loại trang phục mà các bạn học sinh, sinh viên ở đây tốt nghiệp. Cái này gọi là cái đầm hay cái váy mọi người, chắc cái đầm màu đen. Cái này quấn trên cái vai là một cái gì đó rất hơi lạ lạ, nhìn cũng hơi ngộ ngộ mọi người. Được biết rằng là ở đây thì bùa được bán rất là nhiều. Đây nè, gấu bông. Gấu bông này là tượng trưng cho cái trang phục của học sinh sinh viên ở ngay cái khu vực này nè. Có một cái này giống như kiểu là cái khăn á, và họ đính trên đây một cái ký hiệu. Thì mọi người cũng biết rồi, ở trên thế giới thì bùa Thái nằm trong top những loại bùa mà nó thông dụng và nó rất là ghê rợn, đặc biệt là ở tại Thái Lan này thì nó rất là nhiều luôn. Mà bùa mà nếu mà được bán thì không biết là nó có công dụng thật sự hay không mọi người.
Ở đây họ bán cái gì? Chuối. Đây cơm. Phần anh nè. À, cái này gọi là chuối chuối nướng. À, thì người ta lấy chuối xong người ta bỏ lên than người ta nướng thôi. Ở đây thì mình thấy nè, họ dán rất là nhiều những cái hình ảnh. Ui, Phật Thích Ca, tấm hình màu đen mọi người thấy không, là Phật Thích Ca. Có vẻ như cái gian hàng đây không phải là cái gian hàng bùa. Ui, có vẻ như là bùa mọi người. Ở đây có một vài cái hình nộm nè, mọi người xem nè. Có lẽ chắc là để yểm bùa. Cái hình này mới lạ nè. Hình này thì chưa bao giờ mình thấy ở đâu luôn. Người ta cũng khuyến cáo nhân là khi mà vào bên trong cái chợ này không được đụng vào bất kỳ một cái đồ vật gì liên quan tới bùa ngải. Nhiều khi mình sẽ bị dính bùa lúc nào mình không biết. Trên này có một cái thanh kiếm, có một cái dao rất là đẹp. Dao này giống như dao mèo của Việt Nam. Cái này nhìn ghê quá mọi người. Chắc chắn những hình nộm này là để mà yểm bùa nè. Nhân sẽ đi dạo thêm một vòng cái khu chợ này nữa, xem thử. Ui, cái này mới ghê nè. Ở đây có một vài cái tấm bùa nhìn rất là lạ luôn. Một cái thân mình và ở trên thì tách ra làm ba cái đầu. Và có những cái ngôn ngữ bùa chú viết ở đây. Ở bên đây là một cái loại bùa khác nè. Ui, rất là nhiều bùa luôn. Để mình đi sâu hơn một xíu nữa thử có những cái loại bùa nào ghê hơn không.
Cái này mình nghĩ là bùa may mắn thôi mọi người, đây này, nếu mà để treo trong nhà thôi. À, cái biểu tượng này là giống như mình mua trong một ngôi chùa nè, cái này là để hút hút tiền tài, rất giống luôn nè. Có vẻ như mình vẫn chưa tìm được đúng một cái nơi nào được cho là bùa thật sự mọi người. Cái lỗ cha. Tượng Phật và rất là nhiều tượng được thờ ở đây. Mình nghĩ là đây làm được làm từ chất liệu là bằng đồng. Nhân sẽ đi qua một cái gian hàng khác. Mình sẽ cố gắng đi tìm. Sẽ cố gắng đi tìm cái gian hàng thật sự là bán bùa. Mình sẽ qua bên đây thử. Cái việc mà kinh doanh bùa ở bên Thái Lan nó rất là bình thường. Ở Việt Nam mà bán bùa khả năng bị bắt rất là cao. Bởi vì khi mà về đến Việt Nam rồi thì sẽ bị biến tướng, rồi người ta lừa lọc tùm lum hết. Còn khi mà chúng ta qua bên Thái này thì cái việc bùa là nó quá là bình thường rồi. Nó diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của những người Thái Lan. Ngay cả cái áo mà cũng có bùa luôn. Áo mà cũng vẽ bùa đây luôn mọi người. Nếu mà như mà mặc cái áo mà đi chắc có lẽ sẽ trừ được ma tà ma luôn á. Gần như là những cái mặt hàng ở đây nó hơi là ná giống nhau của mọi người. Cái gian hàng này thì lại không có bùa mọi người, chỉ có những cái vật trang sức mang lại sự may mắn thôi. Rất là may mắn nãy mình gặp cái gian kia thì nó lại có một vài cái bùa. Rồi mình sẽ tiếp tục đi tìm cái gian khác.
Mình thấy ngôi chợ này cũng rất là rộng luôn. Cái này có bán cái lọ mà để đặt xá lợi Phật nè. Chắc có lẽ mình phải mua một lọ thôi mọi người, bởi vì là hiện tại là mình có xá lợi nhưng mà mình chưa có cái lọ để đựng. Mình thấy cái này cũng dễ thương nhưng mà mình vẫn muốn là nó một cái ngôi tháp. Không biết là mình mang vào Việt Nam nó có bể hay không. Cái này được nè. How much? 230. What? 230. 230 bạc. Yeah. 415 bạc. 4 vậy thì tính ra là 100 bạc thì sẽ là 75.000. 400 nhân lên 400 ngàn. Ui cha, 500.000 một cái như thế này á. Không biết là mình có đủ tiền để mua không, để xem nó như thế nào. Ok, không có đủ tiền rồi. Mình có 220 bạc. Sorry. Không đủ tiền mọi người. Trời ơi, có 220 à, không có đủ mua. Ôi giời, ông chú vô gia cư. I'm from Vietnam. Có lẽ là cái tháp đó mình sẽ về Sài Gòn mình mua thì có vẻ dễ hơn. Wow, hình như có vẻ như đến đây nó muốn hết chợ rồi. Thôi mình sẽ quay trở lại. Chắc mình đi sâu vào bên trong, có lẽ nó sẽ... Mình sẽ đi sâu vào bên trong chợ thì có lẽ ở bên trong đó thì nó có thể là đâu đó còn một số gian hàng họ bán bùa. Mình sẽ hỏi cái cô này thử là cái bùa này bán giá như thế nào. How much?
What? 300 baht. 300 baht. Mình coi. Hình như là mình nhớ mình còn có. Oh. 230. No. Không thể giá được. Mình còn đúng bao nhiêu tiền đó, tiền Thái Lan thôi. What is it? I don't know. Yeah. Oh. Chị bán mà chị không biết cái này đã làm gì luôn trời. Vậy thì mình mua cái này đã làm gì? Có một cái nhỏ xíu nữa. Ok. Nấy cho cái cô này cô đi. Sorry. Nấy cho cái cô này cô đi. Cái này một cái miếng gỗ, sau đó thì người ta dùng cái cỏ người ta quấn lên, rồi để mấy cái thanh kiếm, thanh gươm rồi dao rồi lên như thế này, nhìn ghê quá nhưng mà mình thấy nó cũng đơn giản mà mọi người, mà sao bán giờ mắc như thế. Mấy trăm nghìn á. Wow. Có cái nào rẻ hơn không ta? Để mình hỏi xem có cái nào rẻ hơn không. Mấy cái này là cái gì không biết nữa. Không biết là mình đụng vô những cái loại bùa chú này nè. Không biết là có sao không. À, có vẻ như những cái thứ này là nó sẽ rẻ hơn nè. Cái này không lẽ là đeo trên trên người ta. À, nhìn ghê quá. Cái này mình nghĩ là chắc là đeo lên người rồi. Nhưng mà đeo những cái thứ này trên người nó cũng không có đẹp mấy mọi người. Nhìn thật sự là mình thấy nó quá mắc. Quá mắc so với mình. Có thể là nó sẽ mang một cái ý nghĩa gì đó trong này nè. Mà mình hỏi cái cô đó, cô cũng không giải thích được. Này giống như những cái con dao á mọi người. Dao này chắc để trừ tà hay sao nè. Dao để trừ tà hay sao. Nó làm bằng cái chất gì liệu gì mình không biết. Ui cái này nặng nè. Mấy cái bình hồ lô này ở bên trong có đựng cái gì màu hạt màu trắng trắng á. Cái này chắc nó dễ xá lợi Phật nè. Nó bỏ đế gì trong này nè, nó dễ xá lợi. Mấy cái hình trên này mới ghê nè mọi người. Đó. Nhìn ghê quá. Ủa, chủ này chắc để từ tè quá ha. Này 108 hạt. Cái nhỏ nhỏ kia mà nó tới là 200 mấy bạc. Thì cái mà nó lớn như thế này mình nghĩ chắc phải kể triệu bạc á. Bây giờ mình cũng không có dám hỏi nữa mọi người, bởi vì mình hỏi mình đâu có tiền mua đâu, hỏi không thiếu rồi. Nó kêu người tới quánh mình luôn. Cái tốt nhất là thôi xem cho biết thôi.
Bởi vì nếu mà mình hỏi mà trong khả năng mình mua thì ok, mình hỏi được. Còn nếu mà mình không có khả năng mua thì tốt nhất là đừng có hỏi. Thường thì mình thấy ở Thái Lan sẽ có bùa yêu như thế nào đó, mà ở đây mình không biết cái bùa yêu nó ra làm sao luôn. Ở đây nó có một cái chum bằng cái gì đây nè, mà mình thấy đèn cầy rất là nhiều luôn. Bên trong thì có tượng Phật. Ok, đi vòng vòng chợ tham quan xíu mọi người. Bên này có một cái góc người ta đang thờ phượng cái gì bên này. Có lẽ cái chỗ này là cái chỗ để mà người dân, những người thương buôn bán kinh doanh ở trong khu vực chợ này, người ta sẽ cúng ở ngay tại cái chỗ cái ngôi miếu này nè. Một cái điều rất là đặc biệt ở Thái Lan là người ta sử dụng hoa cúc rất là nhiều. Hoa cúc là một cái hoa tượng trưng. Khi chúng ta đến Thái Lan thì chúng ta sẽ bắt gặp hoa cúc rất là nhiều. Ở bên trong ngôi miếu thờ gì ta? Chắc là thờ ông Bụt. Không lẽ có ông Bụt với bà Bụt luôn ta? Ui, có một cái điều mình thấy nó cũng lạ nè mọi người. Cái nước ở trong cái này nè, trong cái chai này nè, mình thấy nó nằm lên dưới đây nè. Phải chăng là có một cái lực gì đó nó hút cái nước này lên nè. Rõ ràng là cái này không có nha. Mình thấy bên này có nè. Hoặc cũng có thể là do là cái khí ga của cái nước này nó nhiều. Vì thế khi chúng ta đẩy cái ống hút này vô thì nó cái khí ga nó mạnh, nó đẩy cái nước này lên. Bởi vì mình thấy là nước lọc là không có nè. Mà cái nước mà màu đỏ đỏ này lại có, thì mình nghĩ chắc khả năng là cái khí CO2 mà nó nén vô trong này á, nó nhiều. Ok, tiếp tục đi tham quan chợ thôi mọi người. Hy vọng là sẽ tìm được một cái điều gì đó rất là thú vị, nhưng mà vẫn chưa thấy. Mình thấy người Thái ở đây họ mua bùa nhiều ghê á, mà tới họ mua quá trời luôn. Khi mà mình vô trong đây giống như là một cái sinh vật lạ vậy á. Gần như chợ này chỉ bán những cái đồ may mắn thôi mọi người. Nếu mà bán nhiều như gì thì ai sẽ là người mua ta? Mình nghĩ là chắc có lẽ là khách du lịch giống như mình thôi. Mình nghĩ rằng nếu như chúng ta mua bùa rồi may mắn đồ ở đây, mình nghĩ chắc nó không có công dụng mấy đâu mọi người. Bởi vì họ làm theo cái kiểu công nghiệp á, làm rất là nhiều luôn. Khi mà chúng ta cái gì đó mà làm về công nghiệp rồi thì nó không có còn hiệu quả nữa. Lỡ ba nói gì lắm. 1 1 9 2 3 7 7.
Ừ, thấy cái ông này ông soi cái gì kỹ vô cho ông lấy kính ông soi luôn. Mình thấy toàn đồ rẻ không mà ông đứng ông soi cái gì trời. Mua đồ ở đây cái nào cũng như cái nấy mà đứng cầm cái kính ông lấy thấy cái kính ông soi cái kính là cái kính sửa đồng hồ mà ông cầm cái tượng Phật lên ông soi mình cũng chịu luôn. Ui đây cái mà nãy giờ mình đang trông chờ nè mọi người. How much? How much? 3,000. Yeah. 3,000. Uh-huh. 3,000. 3,000 baht. Oh, 3,000. Yeah. What is it? What is it? I don't know. Oh, sao ở đây họ bán bùa mà họ chỉ biết giá thôi, mình hỏi cái công dụng nó để làm cái gì thì gần như họ không biết ta. Ý, nhìn nó ghê quá. Nhìn vô ám ảnh luôn á. Cái này mà nếu mà ban đêm mà đi khám phá một cái căn nhà hoang nào đó mà vô tình mà thấy nó một cái chắc thiệt. Nếu như ai yêu bóng vía thì chắc là có thể là chết giả luôn á. Đây. Nãy giờ mình đến bây giờ mới đúng một cái nơi mà mình thấy nó rùng rợn nhất nè. Có một con búp bê mà nó có tóc nè. Quá trời bùa luôn mọi người. Này. Thật sự mà nói là khi mà mình cầm những cái loại bùa này lên tay mình cũng cảm thấy rất là lo lắng luôn. Ghê quá. Đây. Wow. Ủa ghê quá vậy. Nó giống như là một em bé thật không mọi người. Ui, ghê quá. Thật sự là mình cảm thấy ám ảnh khi nhìn vô những cái loại bùa này. Bùa mà người bán không biết công dụng, không biết nó như thế nào, chỉ biết việc bán thôi thì mình cảm thấy nó khá là nguy hiểm đối với những người mua. Nếu mà chúng ta không biết cái cách sử dụng của những cái loại bùa này thì nó sẽ nguy hiểm tới chính bản thân của chúng ta luôn. Ghê quá. Mình nghĩ là chắc là mình không mang những cái loại bùa này trên người. Bởi vì mình còn một cái chuyến bay từ Thái Lan về Campuchia nữa, mình không muốn những cái điều xui rủi nó xảy ra đối với mình. Vì vậy mà mình sẽ không có mạo hiểm đánh đổi để mà mua những cái loại bùa này trên người. Ui cái này ghê quá mọi người. Nhìn thấy ám ảnh luôn á. Này giống như để hại người vậy chứ không phải là. Mình nghĩ chắc để hại người. Nhìn ghê quá. Mình bởi vì khi mà mình nhìn những cái loại bùa này mình nghĩ là bùa này sẽ không phải là loại bùa may mắn, bùa này chỉ là để hại người thôi. Bởi vì nhìn những cái nét mặt nó rất là ghê rợn. Đây. Ghê quá. Ở bên trong còn rất là nhiều nữa. Còn nhiều lắm. À có búp bê nữa.
Trời ơi, cái này mới ghê nè mọi người. Cái này giống như khung mà thon á. Cái này mà nó nháy mắt một cái thì sao ta? Ê, 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 thử chớp mắt cho tôi xem cái nè. Ê, thử chớp mắt một cái đi. Ui, cái này nếu mà nó chớp mắt thật ra thì mình mới thật sự là tin tưởng bùa này. Còn nó không chớp thì mình nghĩ là bùa này không có tác dụng gì đâu. Tốt nhất là khi qua đây đừng mua nha. Ok, chớp mắt thử một cái đi cho tôi tin nghe lên. Thật sự là nó không có chớp mắt mọi người. Bùa này chỉ hại người thôi. Mình nhìn thấy là mình biết hại người rồi nè. Mọi người thấy không? Nhưng mà Nhân nghĩ rằng là một điều rằng là khi mà Nhân bước vào bên trong cái khu vực bùa để hại người này thì mình mang một cái nguồn năng lượng tích cực vào trong này. Vì vậy mà có thể là mình hy vọng rằng những cái loại bùa xấu ở đây nó sẽ không có tác dụng với những người mà có ý xấu. Thì mình hy vọng điều đó nó sẽ xảy ra ở tại cái chỗ bán bùa mà để hại người như này. Hy vọng rằng một điều là mình sẽ giúp, không phải là giúp gì, nhưng mà mình mong muốn rằng những cái điều tích cực nó sẽ đến, không phải những cái điều xấu xa, những cái người mà muốn hại người đến đây để mà mua những cái loại bùa này để mà hại người. Và Nhân cũng hy vọng rằng là những cái bùa được bán ở đây nó sẽ không còn tác dụng nữa. Có thể ai đó mua để mà tượng trưng thôi thì ok, hy vọng rằng điều đó nó sẽ xảy ra ở đây. Không thể tin được vào mắt mình là Nhân đã tìm được một cái cửa hàng mà phải nói rằng là tất cả những cái loại bùa mà để hại người này, chắc không có bất kỳ một cái bùa nào mà để mà may mắn cho bản thân mình cũng như là người thân cả. Mà không biết là ở trong đó là nó có để thực sự là có linh nghiệm chưa. Nhưng mà mình thì mình cũng không muốn là phải mua những cái loại bùa đó mọi người. Bởi vì rằng là nó không có mang lại điều tốt đẹp gì cho chính bản thân mình cũng như là xã hội hết. Thì mình mong muốn là mình đến mình khám phá và chia sẻ những cái loại bùa mà Thái Lan đang bán. Vì vậy mà hy vọng rằng cái video ngày hôm nay á thì Nhân sẽ mang lại một cái trải nghiệm mới cho tất cả mọi người. Và nếu mà mọi người xem cái video của Nhân á mà cảm thấy thú vị á, thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.